Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cựu đại tá an ninh, tôi đã gửi niềm tin nhầm chỗ. Mùa hè năm 1963, tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai vừa bước vào tuổi 20 Nguyễn Đăng Quang cũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được tuyển vào công an. Anh lính công an trẻ măng, mặt mũi sáng láng, có bằng tú tài liền được tổ chức công an gửi đi học tiếng Anh ở trường đại học ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội. Minh mẫn, tỉnh táo và ý chí vững vàng đã đưa người lính công an chìm tên là Quang tới công cán ở các nước phát triển hàng đầu trên thế giới với tư cách là quan chức ngoại giao của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi qua. Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay và đưa anh tới hàm đại tá an ninh. Sau đó anh nhận ra trong khi các nước tư bản không ngừng hoàn thiện luật pháp để đảm bảo quyền của người dân thì các nước cộng sản lại hối hả gấp gáp làm ra luật pháp để tước quyền của người dân. Trong khi các nước tư bản liên tục làm cách mạng khoa học kỹ thuật đưa loài người tới những nền văn minh rực rỡ, thì các nước cộng sản chỉ chăm chăm làm cách mạng xã hội, tước quyền sống, quyền làm người của người dân và dìm đất nước trong bạo lực chuyên chính vô sản và dìm người dân vào bầy đàn nô lệ, đi làm thuê khắp nơi với đồng lương rẻ mạt, nhân quyền bị trả đạp. Đau xót nhận ra sự lầm lạc khi mang cả cuộc đời cống hiến cho lý tưởng cộng sản. Sau 40 năm lầm lạc, mùa hè năm 2003 về nghỉ hưu trí, đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang lặng lẽ loại bỏ lý tưởng cộng sản ra khỏi cuộc đời mình bằng cách hủy bỏ giấy chuyển sinh hoạt đảng, không nộp cho đảng ủy quận Cầu Giấy, nơi ông cư trú. Đây là hình ảnh khi đảng cộng sản khởi động guồng máy đấu tố. Đầu năm 2020, Đảng ủy quận Cầu Giấy lại gây sự, khoét lại nỗi đau lầm lạc niềm tin của đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang bằng việc công bố trong đảng và gửi đến nhà ông quyết định xóa tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vì đã vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng. Bị khoét lại nỗi đau lầm lạc niềm tin, ông đã có bài viết "Tôi đã khai trừ đảng ra khỏi lòng tôi". Ông đã liệt kê 10 niềm tin lầm lạc của mình, 10 nỗi thất vọng ê chề với lý tưởng mà ông đã hiến dâng cả cuộc đời để làm việc. Ông nói, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước toàn trị, chuyên chế, phi dân chủ, áp đặt vào Hiến pháp Điều 4 là Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng đã tước đoạt quyền dân chủ, và Đảng đã vô lý và ngang ngược bắt toàn bộ xã hội phải chấp nhận ý chí của một thiểu số. Đã thế, Đảng lại không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào về mặt pháp lý của mình, chưa loại bỏ điều luật phi pháp này ra, chưa thể có dân chủ. Và thử hỏi có chính đảng nào trên thế giới lại ngang nhiên mặc định trong hiến pháp sự độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội như Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Ông đã chia sẻ như vậy trong bài viết của mình được lan tỏa rất rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh ông Quang trong một chuyến thăm bà Cấn Thị Thêu, một gia đình dân oan nổi tiếng Can Trường. Ông đến với nỗi đau của người dân trong tượng tai ương của Cộng sản ở Thủ Thiêm, ở vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn, ở Đồng Tâm, Hà Nội bằng những bài viết sắc sảo, lý lẽ, thấu đáo luật pháp và cuộc đời, chỉ ra sai trái của tội ác của nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam làm phi pháp và thất đức gây tội ác rất lớn với nhân dân cả nước. Những bài viết chân tình nâng đỡ người dân trong đau khổ, mất mát trong tai ương không gục ngã, cũng không đau buồn đến quẫn trí để rồi liều lĩnh, dại dột. Đặc biệt với người dân Đồng Tâm, ông Nguyễn Đăng Quang như một bộ não, như một nguồn sáng dẫn đường. Ông cùng lão làng Lê Đình Kình mang ý chí giữ đất chính đáng và hợp pháp gắn kết người dân thành một khối vững bền. Ông cũng vừa rũ bỏ bụi trần vào sáng ngày 27 tháng 7 năm 2022. Bản tin này dành để tưởng nhớ và vinh danh ông, một con người cộng sản có trái tim và lý trí, đã từ bỏ vũng bùn nhơ nhớp để trở về đấu tranh cho công lý và tiến bộ cùng đồng bào của mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc quyết chiến quyết trụ, ông Tô đang thế thắng thì bị ông Chủ tịch lật kèo. Ông Tô Lâm đang trên đà thẳng tiến, nắm trong tay bộ máy điều tra để moi ra sai phạm của Việt Á. Việc moi ra sai phạm liên quan đến người nhà ông Chủ tịch là một lợi thế cho ông Tô Lâm. Bởi đến tháng 10, khi mà Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng diễn ra, Bộ Chính trị sẽ cáo buộc sai phạm của ông Chủ tịch
và ép ông từ chức. Đó là điều rất có ý nghĩa với ông Tô, có thể nhắm vào cơ hội này để thế chỗ. Trước khi đại hội 14 diễn ra, ông Tô phải giành bằng được chiếc ghế tứ trụ thì ông mới có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị cho nhiệm kỳ sau bởi suất đặc biệt giống như ông Trọng vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Theo như thông tin được tiết lộ, thì ông Tô Lâm, Bộ trưởng đang chuẩn bị rất kỹ kết quả điều tra để chiến đấu với ông Chủ tịch Phúc vào hội nghị Trung ương thứ 6 sắp diễn ra vào thời gian tới. Sau khi bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, phía ông Tô Lâm đã có những đoạn ghi âm cuộc gọi giữa vợ ông Phúc với vợ ông Long và Phan Quốc Việt cùng với những người khác. Con đường chính trị đang diễn ra tốt đẹp, thì đột nhiên ông Tô Lâm lại dại dột để dính vào một vụ án bê bối khác. Lần này cũng là phía Đức khui ra, đó là vụ hộ chiếu mới có bìa xanh màu tím than. Nó ngày một lan rộng tại châu Âu. Vụ này ông Tô Lâm đang bí đường xử lý. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm nếu thừa nhận hộ chiếu mới là sai sót thì có nghĩa là ông cũng thừa nhận trước Bộ Chính trị là ông đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nếu quyết định cứng cọng hứng đầu không thừa nhận thì các quan chức, con em các quan chức đang du học, đang du lịch và đang làm việc tại Đức cũng như các nước châu Âu khác nhờ cha mẹ của người thân áp lực lên trên, và hiện nay Bộ Chính trị đang phản ánh rất nhiều sai phạm của Tô Lâm để xảy ra sự việc nghiêm trọng này. Hôm nay Tây Ban Nha cũng đã công bố không cấp visa cho hiệu chủ đó. Và hiện nay ông Tô Lâm đang nắm bằng chứng về vợ ông Chủ tịch có dính áng đến Việt Á. Ông Chủ tịch thì có thể vận động Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khoét sâu vào sai phạm của ông Tô Lâm. Cả hai đang nắm yếu điểm của nhau và chẳng bên nào dám ra đòn trước bên nào. Vì thế đang có dấu hiệu cầu hòa giữa hai bên. Khả năng này rất cao. Trong mấy ngày qua, ông Chủ tịch Phúc đang tranh thủ lấy lại vị thế. Sau nhiều tháng ngày không được tiếp xúc với các vị khách quốc tế, thì giờ ông lại được xuất hiện ở phiên họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, viết tắt là ABAC tại Quảng Ninh, với một phong độ tràn đầy tự tin. Trước đó, ông Phúc còn tiếp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới. Đây là hình ảnh vợ ông Chủ tịch Phúc rất may mắn khi ông Tô Lâm bị sẩy chân vào vụ hộ chiếu. Nhưng ngày 27 tháng 7 vừa qua, ông đến dự hội nghị Người có công với cách mạng do công an tổ chức, Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì. Tại đây, ông Phúc có những bài phát biểu ghi nhớ công ơn các chiến sĩ công an, mang hàm ý nhắn gửi ông là người luôn biết ơn và nghĩ đến các chiến sĩ công an. Tiếp đó, ông Phúc cùng Tô Lâm dự cầu truyền hình khúc tráng ca hòa bình, có mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc ông Chủ tịch và ông Bộ trưởng đứng cùng nhau như thế, người ta đánh giá hết 90% là hai ông này đang cố bắt tay để cầu hòa. Sự ngừng lại của Bộ Công an, việc ông Phúc đón tiếp khách quốc tế và việc ông dự hội nghị công an là một dấu hiệu tạm đình chiến. Việc ép ông Phúc phải nhận kiểm điểm vi phạm 19 điều đảng viên không được làm là để người thân lợi dụng ảnh hưởng trục lợi đã không thành vì ông Tô Lâm để sẩy chân vào phút chót. Tần suất xuất hiện của ông Phúc dày đặc trong mấy ngày vừa qua chính là sự trỗi dậy không những để vượt qua được tai tiếng trong vụ Việt Á, giúp ông Chủ tịch có thể ngồi tiếp. Đây là hình ảnh liệu ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, có đến cầu cứu ông Tổng tiếp ứng cho hay không. Tính ra việc bắt tay này của hai ông Chủ tịch thắng ông chuyển thành bại, còn ông Tô thì mất cơ hội thay thế ông Chủ tịch ngồi vào ghế thứ nhì trong tứ trụ này. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm rất yếu trong các ngón đòn chính trị. Ông để sẩy chân vào giờ phút quyết định thì trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách mình, không biết ông có cầu cứu ông Tổng tiếp sức cho hay không.